Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Quang Trư. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức buổi tối. Và thưa quý vị, ngay sau đây là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Anh tuyên bố không còn phân biệt chủng tộc thể chế. Nga phủ nhận hành động bành trướng gần biên giới với Ukraine. Pháp và tổ chức WTO hợp tác nhằm cải cách lại tổ chức. Tổng thống Biden công bố kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ Mỹ Kim. Nổ súng tại thành phố Orange, California khiến ít nhất 4 người bị thiệt mạng, kể cả một trẻ em. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết trong phần tin thế giới. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin thế giới cho biết Anh đã tuyên bố không còn phân biệt chủng tộc thể chế. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết vào thứ Năm ngày 1 tháng 4 rằng một cuộc đánh giá bất bình đẳng chủng tộc do chính phủ của ông ủy quyền kết luận rằng không còn phân biệt chủng tộc mang tính thể chế ở Anh. Song Anh vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện về vấn đề này. Báo cáo vào thứ Tư 31 tháng 3 của Ủy ban về chủng tộc và phân biệt chủng tộc đã được đưa ra sau các cuộc biểu tình của Black Lives Matter vào mùa hè năm ngoái, cho biết các yếu tố địa lý, gia đình và kinh tế xã hội đóng một vai trò lớn hơn đối với cơ hội thành công của dân chúng hơn là chủng tộc. Tuy nhiên, kết luận của Ủy ban này đã bị lên án bởi các nhà vận động, những người nói rằng đó là một sự biện hộ. Vào thứ Năm, truyền thông đưa tin rằng cố vấn cấp cao của Johnson về các dân tộc thiểu số Samuel Kasumu đã nghỉ việc, mặc dù văn phòng chính phủ ở phố Downing cho biết sự ra đi của ông không liên quan đến báo cáo. Bản tin kế tiếp cho biết Nga phủ nhận hành động bành trướng ở gần biên giới Ukraine. Thưa quý vị, Điện Kremlin cho biết hôm thứ Năm 1 tháng 4 rằng các đợt di chuyển quân sự và khí tài quân sự gần đây của Nga gần biên giới với Nga và Ukraine chỉ là nhằm bảo đảm an ninh của chính phủ của Moscow và không phải là mối đe dọa đối với lại bất kỳ ai. Theo đó, thì phát ngôn viên của Điện Kremlin, đó là Peskov, nói với lại phóng viên trong một cuộc họp hội nghị rằng Moscow đã di chuyển quân xung quanh vùng biển biên giới của Nga khi mà thấy cần thiết. Trước đó, thì theo tin từ Ukraine, Tổng tư lệnh Ukraine trong tuần này đã cáo buộc Moscow đang xây dựng lực lượng gần biên giới chung của hai bên và nói rằng phe ly khai thân Nga đang vi phạm một cách có hệ thống lệnh ngừng bắn ở tại miền đông của Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Xin được nhắc lại, căng thẳng biên giới giữa Nga và Ukraine đã xấu đi nhiều những năm gần đây, đặc biệt là kể từ khi sau khi mà Nga đã chiếm Crimea và sáp nhập vào Nga, bất chấp những phản đối quốc tế. Pháp và WTO hợp tác nhằm để cải cách tổ chức. Bộ trưởng Tài chính của Pháp Bruno Le Maire vào thứ Năm ngày 1 tháng 4 cho biết Pháp sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để cải thiện cơ quan kháng cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và xây dựng sự đồng thuận về các quy tắc thương mại chi phối các vấn đề có liên quan như là sở hữu trí tuệ và tương hỗ. Le Maire nói vào thứ Năm sau cuộc gặp với Tổng Giám đốc WTO Gozi Okonjo-Iweala rằng Pháp không muốn thấy sự căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng hoặc Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu quay trở lại. Trước đó, Le Maire và Okonjo-Iweala đã ký cam kết 6 triệu euro của Pháp để hỗ trợ cải cách WTO. Bà Okonjo-Iweala, người đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc WTO vào tháng 2 năm nay, phải điều hành các cuộc đàm phán thương mại quốc tế trong bối cảnh đối mặt với xung đột Hoa Kỳ và Trung Quốc dai dẳng, cải cách các quy tắc thương mại và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng bởi đại dịch COVID-19. Người biểu tình từ Brazil bất đồng về Tổng thống. Thưa quý vị, căng thẳng đã nổ ra trên đường phố tại Brazil hôm thứ Tư 31 tháng 3 khi mà những người biểu tình bất đồng ý kiến về Tổng thống Jair Bolsonaro nhân kỷ niệm cuộc đảo chính quân sự năm 1964 của đất nước. Lễ kỷ niệm diễn ra sau những tuyên bố trước đó của ông Bolsonaro bảo vệ cho cuộc đảo chính. Chế độ độc tài kể từ 1964 đã kéo dài hơn 21 năm cho tới năm 1985 và nó đã giải tán quốc hội 3 lần, hạn chế nghiêm trọng tự do báo chí, tra tấn hàng ngàn người bất đồng chính kiến và sát hại hàng trăm người. Tuy vậy thì chính phủ hiện tại của Brazil lại có xu hướng ủng hộ chế độ độc tài cũ này. Bộ trưởng Quốc phòng Walter Braga đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Ba 30 tháng 3. Trong đó thì ông mô tả các sự kiện ngày 31 tháng 3 của năm 1964 khi mà quân đội lên nắm quyền ở tại Brazil là một phong trào chứ không phải là một cuộc đảo chính.
Iran đã phê duyệt ngân sách đầu tư khoảng 1.15 tỷ Mỹ Kim cho năm 2021 nhằm để phát triển mỏ dầu khổng lồ là Manun ở phía Nam. Một nhà điều hành dầu mỏ của Iran đã cho biết thông tin này vào thứ Năm ngày 1 tháng 4. Và Iraq có kế hoạch nâng sản lượng từ mỏ dầu Manun lên 450.000 thùng mỗi ngày từ mức 130.000 thùng trong một ngày hiện tại. Giám đốc Manun, ông Diyar Sakhar cho biết trong cuộc phỏng vấn tại mỏ dầu phía Nam gần Basra. Là một phần của kế hoạch thúc đẩy sản xuất, Schlumberger, công ty nhà nước tham gia dự án đã hoàn thành một nửa công việc khoan 40 giếng dầu theo như hợp đồng được trao vào năm 2018. Sakhar nói thêm rằng công ty này sẽ bắt đầu khoan 40 giếng tiếp theo vào tháng 4. Được biết thì phần lớn dầu của Iraq được xuất cảng ra nước ngoài qua các cảng phía Nam, chiếm hơn 95% doanh thu nhà nước của nước này. Lực lượng Hezbollah cho biết chính trị gia phải nhượng bộ để có thể thành lập chính phủ Lebanon mới. Thưa quý vị, đại diện phong trào của Hezbollah ở tại Lebanon cho biết hôm thứ Tư, 31 tháng 3, đã đến lúc các chính trị gia phải nhượng bộ để đồng ý một chính phủ mới nhằm để giải cứu đất nước khỏi khủng hoảng tài chính. Cuộc khủng hoảng tài chính của Lebanon theo đó đang đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với lại sự ổn định quốc gia kể từ cuộc nội chiến 1975-1990. Nhưng các chính trị gia đã không thể lập thành chính phủ mới trong nhiều tháng. Sheikh Hassan Nasrallah, là lãnh đạo lực lượng vũ trang Hezbollah cho Iran hậu thuẫn, cho biết là trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng đã có những nỗ lực tập thể nghiêm túc trong những ngày gần đây nhằm để xoa dịu tình trạng bế tắc chính trị. Thủ tướng được chỉ định đó là Saad al-Hariri và Tổng thống Michel Aoun, một đồng minh chính trị của Hezbollah, đã có mối quan hệ bất đồng kể từ tháng 10 của năm ngoái. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ tại Brisbane. Giới lãnh đạo của Úc vào thứ Năm ngày 1 tháng 4 đã chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại Brisbane, nơi được mệnh danh là thành phố lớn thứ 3 trên toàn quốc, do ở tiểu bang Queensland chỉ mới ghi nhận thêm một ca lây nhiễm COVID-19. Thống đốc Anastasia Palaskas cho biết lệnh phong tỏa kéo dài suốt 3 ngày đã hết hiệu lực từ 2 giờ sáng theo giờ quốc tế. Tuy nhiên, chính sách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ở chốn công cộng vẫn phải được tuân thủ trên toàn tiểu bang. Cứ vào dịp lễ phục sinh, tiểu bang Queensland lại thường tiếp đón nhiều du khách. Tuy nhiên, số người đến đây đã giảm sút kể từ khi đại dịch nổ ra vào đầu năm 2020. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.